Khang Audio Bình Dương xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2021. Nếu không có gì thay đổi thì ngày mai là ngày Chủ nhật. Thì ngày nay là ngày cuối tuần thì Khang gửi lời chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc tới toàn thể quý vị và các bạn nhé. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay là mua sắm âm ly, loa đài, thiết bị audio ấy, hàng tốt mà giá thành thì lại mềm mại, êm ái thì quý vị vui lòng liên hệ 0368888479, giao hàng toàn quốc. Thì có cái vấn đề ấy, là quý vị và các bạn khi tới với Khang ấy thì trước tiên ấy là cái tư tưởng là phải cực kỳ thoải mái nhá. Đấy, về cái vấn đề ưng cái gì ấy, mà khi điện thoại cứ mạnh dạn nói, không làm sao phải coi như thế là e dè ấp úng cả. Tại vì Khang nói rồi, Khang chia sẻ rồi, nó không phải như ta phát biểu trong hội nghị, có thể là khả năng coi như thế là sai một ly đi một giọng, thậm chí lại còn mất chức, mất ghế, đúng không ạ? Đấy. Đến với Khang thì quý vị và các bạn là những người thượng đế chơi audio. Đấy, thế nên là quan điểm của các thượng đế nhé, thậm chí coi như thế là có thể nói to cũng được. Đấy. Đấy là thông tin tới mọi người như vậy nhé. Đang quay video lại có một đồng chí đuôi 2197. Xin lỗi đồng chí nhé. Về cái vấn đề giao dịch ấy, thì quý vị vui lòng đặt cọc cho mình 300. Đấy. Hàng đến thì quý vị và các bạn nhận hàng trả nốt tiền, vỗ tay. Thế còn về cái vấn đề tiền phí ship ý, thì bên mua được quyền trả. Đấy, thông tin tới mọi người như vậy. Đấy. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Merci. Clip nào Khang cũng cảm ơn mọi người đã chia sẻ kênh cho Khang nhé. Chia sẻ kênh cho Khang để bà con nhân dân của 63 tỉnh thành được biết đến Khang Audio Bình Dương nhé. Được tiếp cận đến những cái sản phẩm gọi là ngon bổ rẻ. Mời quý vị và các bạn ly trà Thái Nguyên. Vừa mới làm bát mì tôm xong, vừa mì tôm không người lái. Kính thưa quý vị và các bạn, sẽ qua này rất nhiều tin nhắn. Đấy, rất nhiều tin nhắn gửi vào máy của Khang. Thì Khang đêm qua cũng chia sẻ rồi. Sáng nay cũng lại nhận được rất nhiều tin nhắn yêu cầu Khang tiếp tục lên những cái sản phẩm ngon bổ rẻ. Thì trước tiên là cũng cảm ơn cái sự gọi như thế là quý mến của người chơi audio trên toàn lãnh thổ. Cái thứ hai là ngày hôm nay Khang quyết định cũng thông tin tới quý vị và các bạn luôn. Những vị khách trên 70 tuổi nhá, có thể là Khang sẽ giảm giá tiếp, hoặc là có quà tặng, ví dụ như dây rắc các thứ chẳng hạn. Đấy, tức là vị khách phải trên 70 tuổi nhá. Thế còn ấy là những vị khách là nữ, tức là các bạn nữ mà mua hàng của Khang Audio Bình Dương ấy, thì không phân biệt độ tuổi, đều có quà tặng nhá. Đấy, còn các bạn nữ nào ở trong độ tuổi sinh đẻ thì tất nhiên là ngoài những quà tặng dây rắc ra rồi thì phải tặng thêm cả trứng nữa, đúng không ạ? Vì cổ nhân bảo là ăn gì thì bổ nấy. Thế thì các bạn nữ ví dụ như trong độ tuổi sinh đẻ thì ăn trứng thì bổ trứng thì quý quá còn gì nữa, đúng không ạ? Đấy, thế là cũng thông tin tới là có những cái chương trình quà như vậy nhá, thì mọi người được biết đến. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì trước khi đi vào giới thiệu sản phẩm này ấy, âm ly này ấy, thì cũng xin mọi người một phút mốt, phút 30 giây để giới thiệu lại trước những cái biến áp mà hôm qua. Những kính thưa quý vị và các bạn, hôm qua Khang có làm cái video 30 cái biến áp ở cái âm ly, tức là nguồn âm ly tháo ra. Đấy, thì có nhiều anh em có khi là xem nó tua hay là như thế nào không biết, nhưng yêu cầu mình giới thiệu lại về cái vấn đề điện áp của nó. Thế còn ampe mình không biết bao nhiêu ampe nhá. Đấy, vì nhà sản xuất người ta cũng không đề ampe. Đấy, thí dụ như đây là một con nguồn xuyến tháo ở một chiếc âm ly Hàn Quốc ra, con nét Pro chuyên nghiệp này. Đấy, thì mình nói về cái vấn đề mức điện áp ở cái biến áp của âm ly nhá. Đã là âm ly nhiều nút, hệ âm ly karaoke như thế này nhá. Đấy, thì nguồn của nó đều như nhau hết về cái các mức điện áp nhá. Đấy, các đầu ra này, ví dụ như đây này, nó phải, đây là 0V này, đây là 5V này, đây là 21V. Phần điện áp này làm gì ạ? Phần điện áp này để nuôi cho quắc. Đây, nuôi cho cái quắc này. Phần điện áp này để nuôi cho quắc, âm ly nào cũng như âm ly nào. Đấy, còn có những cái con âm ly nó không có quắc thì cái đường này nó để không như này chẳng hạn, hoặc là nhiều con thì không có, nhưng mà đấy, đa số là nó có nhá. Ngoài tiếp theo là đây. Dây ở giữa này. Nguồn này nguồn đối xứng, dây ở giữa này là dây 0V, 15V. Từ đây đến đây sang 15V, đây đến đây là 30V, tức là xanh này xanh với vàng là 30. Xanh này với lại nhũ này là 15,
Nguồn này cấp cho tiền khuếch đại nhá, hay còn gọi là mạch bát chéc. Nguồn này là nguồn cấp cho mạch công suất. Vàng với trắng là 30, trắng với nâu là 30, vàng với lại nâu là 60. Có cái điện áp này này, nó tùy theo cái hãng đã sản xuất và cái số lượng sò trên âm ly, nó quyết định 30 hay 35 hay 40. Đấy, nó tùy theo như vậy, nó dao động như vậy nhá. Đấy là thông tin tới mọi người về các mức điện áp ở cái cục nguồn, những con biến áp ở âm ly. Đấy, ví dụ như ở đây nhỉ, nó phải thế. Đó. Những gầm ly karaoke là nó đều phải thế hết ở cái mức điện áp nhá. Thôi thế lại quay trở lại với cái vấn đề âm thanh. Buổi sáng nay Khang giới thiệu tới quý vị và các bạn một cái chiếc âm ly đúng theo yêu cầu nhá, đúng theo yêu cầu là ngon, bổ, rẻ. Chiếc âm ly Boston Audio có model là Pro 909. Thì Boston Audio này, Boston là một cái thương hiệu nhá, thương hiệu có loại cũng có tên có tuổi số má đấy. Đấy, thế nhưng mà mình cũng nói luôn, con âm ly này nó mang cái tem mác Boston Audio thôi, chứ còn nó là hàng fake nha, chứ không phải hàng Boston xịn, thế cho nên dễ hiểu. Mặt này ý, là mặt mới mua cái mặt mới này 50.000 đồng đấy, 50.000 đồng cái mặt mới keng xe beng này. Đấy, các núm nhựa này vậy, đấy, các núm vặn này thay mới hết, đấy, nhìn có thích không? Đấy nha, kiểu cái bộ mặt mặt tiền đấy, mặt tiền của một ngôi nhà đúng không ạ? Bên trong không biết thế nào, mặt hậu không biết thế nào cả. Thế nhưng mặt tiền là cứ phải sơn vôi ve cho đẹp để ăn Tết đúng không ạ? Chứ không để có cái chuyện gì được ảnh hưởng đến cái vấn đề gọi là mỹ thuật được. Thì cái này cũng vậy, mình cái mặt tiền này mình cũng thay nó mới luôn nha. Các núm này cũng mới, chiếc áp thì đương nhiên phải mới rồi, vì không mới nó lẹt xẹt thì tình cảm lại đi xuống đúng không ạ? Đấy, tình cảm là phải dao động tăng dần đúng không? Càng ngày nó càng lên, càng ngày nó càng tiến triển. Bây giờ đi vào nội thất luôn nhá, làm tí ánh sáng này cho nó âm thanh này, phải đi với ánh sáng đúng không? Làm tí ánh sáng này cho nó sáng, sáng sủa. Nhiều anh bảo sáng sủa tới chiều không sủa à? Mà thêm họ nói thế thì khác gì nói bảo con chó cho nó nhanh, con vện cho nó nhanh, sáng sủa mới chiều sủa, đêm sủa, thấy người là sủa, thấy người là nhờ rằng đúng không? Đây, kính thưa quý vị và các bạn, trái tim của âm ly đây, biến áp nguồn đây, ấy HCT KE25E001, ấy cái ký hiệu này ở đây ở trên này nó còn có chữ Hàn Quốc, ký hiệu này nó giống như kiểu mật mã của nhà Bình, nên cho cái Khang chịu, Khang không biết nhá. Ấy, nguồn thì nó trên đây, đừng nói một câu là nguồn cuốn lạ làm gì cho nó sai lệch đi, nó không đúng sự thật nhá, nguồn vẫn còn nguyên vân zin rất chi là đẹp. Đấy, nguồn đây nhá, đây là mạch nguồn, hai tụ lọc nguồn. Đấy, con âm ly này nhưng mà thời gian của nó tương đối lâu rồi. Đấy, thế nhưng mà mình đấu nối và mình nghe, mình kiểm tra rồi, âm sắc nói chung là tốt. Đấy, độ sôi thì tất nhiên là âm ly karaoke mình chia sẻ rồi, nó có sôi nhưng không ù nhá. Âm ly Nhật cũng sôi, âm ly nào chả sôi, thế nhưng nó không ù. Ù là âm ly bị bệnh, âm ly này không ổ, tức là âm ly này chưa bị bệnh nhá. Đấy, mạch nguồn đây. Đấy, vì nguồn của nó tăng cao nên là nhà sản xuất người ta phải tăng cường những con điếu này lên này. Đấy, đây chỉ có cái thiết kế ở cái mạch này, cái bo nguồn này nó không có giờ le bảo vệ, nên Khang bắt buộc phải độ con giờ le bảo vệ về cho nó để làm gì, để bảo vệ loa của quý vị và các bạn nhá. Đấy, để chẳng may mà âm ly mà nó có thăng thiên thì loa không việc gì, nên mình phải độ con giờ le vào đây. Đấy, ok rồi nhá. Đấy, giờ dùng không phải suy nghĩ gì cả. Tiếp theo là đi đến mạch công suất. Đây, mạch công suất thì nó lại dùng cái con này, tại vì nó âm ly đời cũng lâu lâu rồi, A1106 và C2581. Đây, C2581 đây. Đấy, quý vị và các bạn nhìn rõ chưa, mạch thì còn nguyên zin. Đấy, mình đây, quý vị và các bạn xoay từ những con điện trở tụ điện nhá, chưa có một cái dấu hiệu gì, chưa có một cái dấu hiệu gì lai tạp cũng như coi như thế là lão hóa. Đấy, bên đây nữa này, đây có cái kinh SR này. Đấy, bên đây này. Đấy, đấy, C2581
C2581 nhá. Còn nguyên zin, nói chung là cái main này của nó còn nguyên zin. Mà chưa có dấu hiệu gì, đang vẫn đang hoạt động tốt nhá. Đấy, nhà sản xuất nó cũng rất chi là kỹ lưỡng đây này. Nó cũng đổ keo này. Đây. Keo đổ lâu ngày nó cứ vàng vàng ấy. Đấy. Đây, những cái dây này nhà sản xuất người ta cũng đổ ấy. Đây. Đấy. Còn cái này thì Khang chưa đổ, nhưng tất nhiên là lát nữa sẽ đổ, tại vì chưa có thời gian làm xong rồi đây. Làm xong là phải quay cho quý vị ngay nên chưa đổ được. Đấy. Tổng thể là chiếc âm ly này là chiếc âm ly 8 xò than bé. Thế còn mạch echo thì sao? Kính thưa quý vị và các bạn, quay mạch echo nhá. Mạch mic thì tất nhiên là đây vẫn dùng 4IC. Đấy. Mạch echo thì sử dụng IC0306. Sử dụng IC0306 mình đã kiểm tra rồi. Mạch mic rất chi là nhạy, cũng không phải ngửi mic nhá. Không phải ngửi mic. Đây, nhà sản xuất người ta đổ keo này. Được không? Đấy, dây nó dợ nên nó phải làm như thế này. Đây nên làm như này gọi là làm như người lớn ấy. Đúng không? Đây. Tức là nhà sản xuất cái âm ly này người ta gọi là làm cũng kỹ nhỉ, làm cũng rất chi là kỹ lưỡng đấy. Cẩn thận. Thế nên là người dùng không phải lo nghĩ gì nhá. Mà đặc biệt là lại được Khang Audio coi như là kiểm tra khắt khe. Rồi quắc này. Đấy. Còn zin hết nhá. Không lai tạp một cái gì cả, còn zin hết. Nhưng mỗi cái là cái giờ leo này là Khang độ thêm vào. Đây là trước không biết sao nó lại không sản xuất ra không có giờ leo. Thế nên là Khang phải lắp cho nó cái giờ leo vào đây. Này chia đạp mới cứng này. Đấy, nhìn những con chia đạp mới này. Đấy. Thì em mặt đằng sau đây. Đây, nó đã được trang bị cái loại vuông. Một loại vuông này thì vặn thôi không phải suy nghĩ. Cái loại tròn là cái loại gọi là hàng kém chất lượng. Đấy, chứ còn loại vuông này thì không phải suy nghĩ nhá. Đấy, chân rắc này, loại cắm này. Chân này nguyên cái rắc mới này mua đã mất 30.000. 30.000 cái chân rắc mới này. Cái chân phích cắm này. Đấy. Công suất thì thôi. Đây công suất nó đề đây này. Công suất nó đề bao nhiêu? 500W. Là lớn nhất nhá. Ôi, cứ để biết ngay sản xuất năm 2003 đi. À, đúng không? Margin Việt Nam 2003 150W cộng 150W lớn nhất là 500W. Em vừa nhìn cái phiên vỉ này của nó là viết nó sản xuất quá lâu. Thế nhưng vẫn dùng tốt nhá. Đấy. Em tuy rẻ thế nhưng mà những bộ phận khác thì em vẫn là còn zin đấy. Thôi đây xin phép dừng clip ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.